Vlog số 3 của mình, review một chiếc xe của bạn Thắng Accenter. Đi xuống đây mấy bạn. Caramel mà làm biếng quá à. Quay tổng quát xe chứ rồi. Chết tôi à. Xe chất lượng không? Đầu tiên là mình nói về cái phần đích chứ đi. Qua đích rồi bạn. Anh Thắng này chơi cũng dân chơi Titan à, ốc Titan không à. Tới cái phần này nè, mấy chất lượng. Quay vô bạn. Nó thuộc lọt đây là cái niền rất xinh bồi GCB. Tiền không á, nè. Ốc Titan nè. Chất lượng không? Xe này không biết có cháy gì không mà thấy nó cũng phùi phùi nữa các bạn. Khi bà coi cái nòng bô nè. Bô này bô gì quá. Nãy nói quên luôn à. Ghét leo à. Còn phuộc. Cái phuộc nè. Trong đây nè. Nitron gì đây nè. Nitron gì á. À, hiệu là Nitron. Phuộc. Nitron. Nitron. Xe này gần full Titan luôn nha các bạn. Nè. Ốc Titan nè. Nói chung là đại gia Titan. Còn này bình sữa để làm gì không biết. Lên chưa ơi. Ở đây là phần trên là zin hết. Cái tem gì ta? Đề can, cường đề can nè. Chất lượng không? Ở đây cũng là ơn trước. Cũng là Titan. Titan muốn full luôn rồi các bạn. Phụ này cũng GCB luôn nha. Cái này heo dầu thì có cái này độ thôi. Chứ heo dầu này heo dầu méo có tên luôn. Nói chung là Titan đó. Kìa chữ xe bên kia kìa. Chữ xe bên kia kìa đó. Cái đó xe mình bạn chạy được 80 à. Nhân chơi Titan nè. Giờ nè muốn sức luôn nè. Phần đầu thì cũng đầu zin. Chơi đèn sương mờ nè. Nè hơi đen ken đó bạn. Ở đây cũng là full Titan. Nãy nó cái bô gì ta? CBR. À, bô này gần zin. Nhén zin nè. Cái nồng này hết hồn nữa bạn. Xe này có làm bài gì không quý? Mình không biết đề luôn bạn. Ủa xe này đề sao quý? Có một công tắc gì không? Bóp thẳng anh. Bóp thẳng, đề mạnh lên. Không, bóp thẳng luôn chứ đừng bóp còn. À được. Nó bị nén hơi vậy ta? Đã. Nó bị nén hơi đúng không? Đúng rồi. Nói chung là xe này là full Titan á. Chủ xe về bữa mở tiệm bán ốc Titan luôn. Có mua thiếu thì đừng mua. Đưa ra tiền được. Xe này bay gì quý? Zin. Zin hả? Xe Zin mấy bạn. Mà cũng bị mắc chân chút xíu à. Xe này đi kiển được thôi chứ không làm gì á. Giờ quay gái kìa. Quay mặt đi luôn rồi. Ở đây là audio các bạn. Mình ra review xe chơi chứ mình không biết gì về xe. Mình cũng không biết giá xe này nhiêu tiền. Mình chỉ review chơi thôi. Cho biết tại review đó. Vậy Châu làm kênh làm YouTube mà. Vâng, thằng bên đây các bạn. Mình tiếp bên đây.
Đây là dây sơn, đây là dây sơn 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 màu vàng. Đây cũng phun titan nữa các bạn. Chủ xe vào vải đáy. Nè, phun titan luôn nè. Nguyên nhận lắp titan hết. Xe này gặp giao thông là nó cũng không để ý đâu. Ở trong titan luôn bạn. Cái này mới giữ các bạn. Các bạn đây coi nè. Cái tim bồi là phát du. Cái này tốn mắc tiền lắm á, ngày có 3 triệu á. Có mua liên hệ luôn nha. Bên đây cũng titan luôn. Dàn mũ này thì rất là chắc. Các bạn chắc nè, các bạn lại coi nè. Còn nó chắc không? Chủ xe chạy không á. Chắc lượng thiệt. Đây, đây. Heo bắt đầu được không quý? Hả? Heo bắt đầu được không? Được. À, chủ xe bắt đầu một cái đây. Thôi được rồi, chạy tay. Chủ xe bắt đầu cho anh em coi cái. Anh không biết nại. Không biết nại. Anh em biết nại, anh bắt đầu sợ nó gấn dưới. Không dám. Sợ cái gì cùng nè chủ xe các bạn. Anh bóc được anh bóc đi. Cái này xe này dữ hơn nè. Rồi quay chào khán giả các bạn. Để gần kết thúc chương trình thì mình qua đây nói sàn chút xíu. Đây là chủ xe. Anh ấy là xe trong tem bạn hữu đường xa. Hữu đường xa luôn. Đây là anh Thắng nè. Chủ xe các bạn. Rồi kết thúc video này.